Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Áp Dịnh Khánh 2 tổ chức Đại hội Chi bộ Áp Dịnh Khánh 2 nhiệm kỳ 2023-2025. Chi bộ Áp Dịnh Khánh 2 có 19 đồng chí đang sinh hoạt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của đảng quỹ xã Vĩnh Tế và sự phối hợp của các phòng ban, đoàn thể, tập thể Chi quỹ luôn đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ được giao. Đảng viên trong chi bộ phẩm chất chính trị tốt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ áp Dĩnh Khánh 2 đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo đảng bộ cấp trên, pháp luật của nhà nước được phổ biến, quán triệt kịp thời tới cán bộ đảng viên công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy định các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các quỹ chi bộ xây dựng chương trình kế hoạch công tác của chi bộ gắn với việc xây dựng quy chế làm việc của chi bộ công tác xây dựng đảng được quan tâm công tác quản lý đảng viên thông tin báo cáo tài chính đảng được thực hiện đúng quy định hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đề ra Đại hội chi bộ áp dịnh Khánh 2 đã bầu ra cấp quỹ chi bộ áp dịnh Khánh 2 nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Tri được bầu bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025.